Ngày 5 tháng 10 vừa qua, phần mới nhất của series Assassin's Creed đình đám nhà Ubisoft Assassin's Creed Mirage đã ra lò. Sau hàng loạt phần game bị chê khá nhiều như vào là Hey Odyssey, khi họ cố biến series này thành một game RPG thế giới mở, thì người hâm mộ vẫn luôn mong đợi một hậu bản thành công, kế thừa đầy đủ tinh hoa từ thương hiệu sát thủ đình đám một thời. Fan gọi, Ubisoft ngay lập tức trả lời. Họ hứa hẹn Mirage sẽ quay lại với những gì đã làm nên dòng game huyền thoại này. Nhưng quá đen cho người hâm mộ, cái kịch bản ấy đẹp nhưng lại chả thể xảy ra. Mặc dù nhận về điểm số không hề tệ cho những chàng đánh giá, nhưng phần phản ứng cộng đồng với phiên bản lần này lại vô cùng mờ nhạt, thậm chí không ít người coi nó là bước lùi. Vậy thì điều gì đã khiến phiên bản lần này nhận lấy kết quả như thế? Hãy cùng tôi tìm hiểu trong video ngày hôm nay anh em nhé. Còn bây giờ, xin mời các bạn ngồi xuống, ăn miếng nước, uống miếng bánh, chúng ta bắt đầu thôi nào. Video ngày hôm nay được tài trợ bởi biệt đội Đùn Đùn, từ game mobile bắn súng tọa độ cực kỳ vui nhộn đang rất hot tại thị trường Việt Nam. Với lối chơi kéo thả cực kỳ đơn giản, đi cùng nền đồ họa bắt mắt dễ thương, biệt đội Đùn Đùn hoàn toàn có thể làm hài lòng tất cả mọi người, hóa thân thành đùn thủ đầy tiềm năng, mang đến nỗi khiếp sợ cho cả phe mình và phe địch. Bước chân sang một thế giới kỳ bí chứa đầy những điều mới lạ, một vùng đất mà gió ở đây mạnh đến nỗi có thể thổi ngược viên đạn vừa bắn ra quay lại phi thẳng vào đầu mình. Nơi quả bom rơi vào mặt chỉ gây vài nghìn đam, nhưng ăn nguyên cốc trà sữa vào mặt thì đi cả cột máu. Bên cạnh lối chơi cực kỳ độc đáo, hệ thống vũ khí đa dạng, game còn chịu khó đầu tư thêm một dàn thú cưng với đủ mọi loại chủng loại để anh em mở nguyên rạp xiếc. Đừng quên sắm thêm vài bộ trang phục lộng đẩy để bút thêm sự tự tin, nhắm mắt dương cung bắn bừa cũng trúng. Và nếu anh em đã quá chán cảnh bắn bắn giết giết, biệt đội Đùn Đùn còn vô vàn hoạt động đặc sắc khác để anh em tự do giải trí như nông trại vui vẻ cho mấy anh cù binh thích làm vườn, công viên bét cho mấy anh dai ham chơi xổ số, cuộc đua vui vẻ cho ai thích thể thao. Hiện tại bạn có thể tìm kiếm trò chơi này trên Google Play và cửa hàng ứng dụng, hoặc truy cập đường link tôi để ngay dưới phần mô tả. Tặng thêm cho anh em chiếc mã độc quyền game cực hay với nhiều phần quà hấp dẫn anh em nhé. Muốn là chơi Đùn Đùn mọi nơi. Đầu tiên, hãy cùng tôi điểm qua một vài điểm tốt mà Assassin's Creed Mirage làm được, bởi vì nếu không có chúng thì chắc chắn trò chơi này bị cộng đồng tế lên tế xuống. Phần intro được Ubisoft làm khá là tốt, leo cảnh tại đất nước Ba Tư cuối thế kỷ thứ 9 sẽ quanh hành trình trở thành bậc thầy ám sát của nhân vật Ba Sim, người đã từng xuất hiện và có vai trò không hề nhỏ trong phần game Valhalla trước đó. Bằng cách vi diệu nào đấy, anh ta thậm chí còn sống cho tới tận ngày hôm nay. Vốn là một đứa trẻ mồ côi, mưu sinh bằng nghề trộm cắp, tuy nhiên thay vì mong muốn bản thân lớn lên thành triệu phú, tỷ phú, thì Ba Sim lại có khát vọng được gia nhập tổ chức Hidden One, hay chính là hội sát thủ. Nhưng ngọn cỏ ven đường làm sao với tới được mây, người đứng đầu tổ chức tại Anba lúc bây giờ là Roshan đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị. Để chứng tỏ bản thân, Ba Sim lẻn vào cung điện để đánh cắp một chiếc rương hiện đang được những Hidden One để ý tới. Đây là nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm mà đến cả người giỏi nhất hội sát thủ cũng đành bỏ tay. Nhưng nhờ vào hào quang nhân vật chính, Ba Sim và cô bạn thời thơ ấu Neha đã mở thành công cái rương và lấy một bảo vật địa đàng. Chuyện không ngờ đã xảy ra, món đồ nhanh chóng phản ứng lại với tên trộm đường phố. Nó liên tục chiếu ra ảo ảnh ba chiều kỳ lạ. Đồng tính này suýt nữa thì có thể đưa nhân vật chính đi gặp bố mẹ nếu như Neha không kịp thời ứng cứu, tạo điều kiện cho cả hai trốn khỏi cung điện bằng khả năng chạy trốn được trui đèn qua hàng trăm giờ lập trình. Cả hai người thoát chết trong gang tấc, nhưng bạn bè của anh thì không. Và trong lúc mất bình tĩnh, Ba Sim đổ mọi tội lỗi lên đầu Neha không khác gì thằng trẻ trâu, rồi chính thức đường ai nấy cút. Nhưng mà nhờ nhìn thấy hình ảnh xuất hiện trong chiếc đĩa kim loại, Ba Sim được hội Hidden One để mắt tới, và từ đây hành trình trở thành sát thủ của anh chính thức bắt đầu. Ubisoft đã tạo ra một phần intro tương đối là ấn tượng, nó như nỗi đau đầu đời của Ezio trong Assassin's Creed 2 khi anh phải nhìn cha và hai người anh em bị hành quyết ngay trước mắt. Về gameplay, Ubisoft cũng thể hiện rất rõ quyết tâm là quay trở lại với lối chơi truyền thống cổ điển. Trong nhiều nhiệm vụ, Mirage sẽ không ngay lập tức cung cấp mục tiêu ám sát cụ thể. Theo vào đó, người chơi phải đi thu thập, điều tra và phân tích thông tin. Trong vài trường hợp, Ba Sim cần phải cải trang, trà trộn vào khu vực chỉ định để tìm hiểu tình hình. Ở phiên bản mới này, Ubisoft đã đưa series huyền thoại quay trở lại với những pha ám sát lén lút, chứ không còn cái kiểu của máy xe thịt một mình phi vào chém cả đội quân như Cassandra trong Odyssey hay sát thủ đội lốt Viking trong bản Valhalla. Ngoài hai món vũ khí là kiếm và dao, các bạn còn có sự hỗ trợ của cây Hidden Blade, biểu tượng của cả series, và nó vẫn đang phiên bản mà bạn phải trở thành huấn hoa hồng thì mới dùng được. Trò chơi cung cấp thêm những công cụ khác mà mấy ông sát thủ trong phim hay sử dụng như bơm khói, đặt bẫy, thổi tiêu, vân vân và vân vân. Đặc biệt cảm giác ném dao vào đầu kẻ địch tương đối thú vị. Nếu đã từng chơi game, chắc chắn bạn sẽ bỏ ra rất nhiều thời gian chỉ để tạo những màn bay nhảy ném dao vào đầu. Nhiều game hành động lén lút khác tập trung vào việc ẩn mình trong bóng tối hoặc tránh tầm nhìn kẻ địch, nhưng cách tốt nhất để ẩn thân giữa thanh thiên bạch nhật là đứng giữa đám đông. Ngoài Hitman ra thì chỉ có series Assassin's Creed mới có cơ chế này mà thôi. Và Mirage đã tái sử dụng lại ý tưởng đó một cách y xì đúc, cho phép Ba Sim trốn khỏi sự truy đuổi của lính canh bằng cách hành xử giống như một công dân bác đà, gương mẫu. Eagle Vision là một tính năng biểu tượng của loạt game Assassin's Creed cũng được Ubisoft mang trở lại.
ban đầu xuất hiện như một giác quan thứ 6 mà những nhân vật chính của Assassin có thể tận dụng để có nhìn tốt hơn về môi trường xung quanh. Trong Assassin's Creed Origin, tính năng này có sự thay đổi nhỏ. Nó từ Eagle Vision biến thành Eagle's Vision, tức là thay vì bạn quan sát như một con đại bàng, bạn quan sát thông qua mắt một con đại bàng. Và giờ đây, trong Assassin's Creed Mirage, bạn có cả Eagle Vision và Eagle's Vision. Vì Basim cũng có một con đại bàng tên là Enkidu, chuyên rà soát địa hình và xác định mục tiêu, kho báu. Tính năng Stamina được giới thiệu trong Assassin's Creed và là nó bắt người chơi phải cân nhắc kỹ lưỡng trong việc lựa chọn hành động và di chuyển. Cũng được tái hiện y xì đúc ở phiên bản này. Basim không thể nào né tránh xung quanh kẻ địch mãi được, và anh có thể nhanh chóng trở nên mệt mỏi khi đối đầu với quá nhiều kẻ địch cùng một lúc. Điều này bắt người chơi phải cẩn thận hơn, tính toán kỹ hơn trước khi đối đầu với cả đống lính gác. Tuy nhiên, nó làm một số người chơi thích đánh đánh giết giết cực kỳ ức chế. Một số điểm khá tốt khác có thể kể đến chính là tính năng móc túi và truy nã. Pickpocket được cải tiến hơn khi Basim cần phải căn chỉnh thời gian chính xác. Mỗi lần thao tác thất bại, người chơi bị phát hiện và phải lẫn vào đống củi, lủi và đống rơm cho đến khi nào lính canh mất dấu thì mới có thể quay trở lại hành nghề. Còn cơ chế truy nã được Ubisoft mang lại gần như toàn bộ những gì mà họ đã làm trong phần 1 và 2. Để giảm truy nã, người chơi cần phải xé bỏ những tấm thông báo dán tường hoặc đút lót cho mấy gã truyền tin. Các bạn khó tính đến bao nhiêu thì cũng không thể nào phủ nhận rằng Ubisoft đúng là thực hiện được lời hứa đã đưa một số tính năng cũ thú vị trở lại. Nhưng khen thế đủ rồi, đây là video game cực tệ cơ mà. Thế nên bây giờ chúng ta chê. Ngay từ lúc mở bản đồ lên, bạn có thể thấy một phong cách thiết kế bản đồ rất Ubisoft. Khu vực rộng lớn, khá nhiều NPC, nhìn qua khá là bóng bẩy, nhưng nó trống rỗng, nhạt nhẽo và cực kỳ vô hồn. Một tựa game được thiết kế thế giới mở tốt là nơi bạn có thể dẹp cốt truyện đi và đắm chìm vào việc khám phá từng ngóc ngách trên bản đồ đó. Trong Red Dead Redemption 2, bạn có thể làm đủ trò trong thế giới mà Rockstar tạo ra: cầu cá, săn bắn, hoặc đơn giản là sống cuộc sống của một cowboy chăn thả gia súc. Thậm chí, thông qua việc khám phá môi trường, game kể cho bạn rất nhiều câu chuyện thú vị. Chúng ta có quá nhiều thứ để làm trong thế giới sinh động đó. Quay lại với Mirage, bản đồ tuy rộng đấy, hoành tráng đấy, nhưng nó chẳng có nhiều hoạt động và người chơi sẽ chìm vào cái dòng xoáy di chuyển khi gặp NPC, nhận quest, sau đó làm quest cho đến khi hết game thì thôi. Điểm trừ tiếp theo mà tôi muốn đề cập tới chính là những NPC xuất hiện trong game. Vấn đề đầu tiên của cái hội này là số lượng model quá ít đi. Một mét vuông mà tôi gặp đến cả chục ông người quen. Tương tác giữa nhân vật và NPC gần như không tồn tại trong tựa game này. Phần nhiều chúng chỉ là ta đi móc túi, họ bị móc túi mà thôi. Người dân tương đối bàng quan trước cái sự kiện xảy ra xung quanh. Nhiều trường hợp bạn đứng ngay cạnh thằng truy nã, nhưng đám người xung quanh thì có mắt như mù, có tai như điếc, có mồm như câm, chả ai thèm quan tâm bạn là ai cả. Điều này khiến cho thế giới của Assassin's Creed Mirage nhìn một phát biết luôn là giả lập. Như bạn đã biết hoặc bạn chưa biết, Assassin's Creed luôn nổi tiếng về việc đem lại những sự kiện có thật trong lịch sử vào game. Ví dụ như cuộc mưu phản của nhà Bazzi tại phần 2, cách mạng Mỹ ở phần 3, cách mạng Pháp trong Assassin's Creed Unity. Ubisoft thường khắc họa khá tốt không khí của một sự kiện kiểu này. Tôi vẫn còn rất ấn tượng khi hàng trăm NPC xuất hiện trong cuộc biểu tình tại Paris, hay người chơi phải một mình đánh bại vô số tên lính trong cuộc thảm sát Boston. Thế còn Mirage thì sao? Nếu bạn không biết thì phiên bản lần này cũng xuất hiện vài sự kiện có thật mà tiêu biểu chính là cuộc nổi dậy Zani, được lãnh đạo bởi Ali Ibn Muhammad. Và đoán xem chúng ta có gì nào? Trong game, đội quân nổi dậy chống lại cả một quốc gia có hẳn 6 người. Vậy là tính cả Ali và Basim, chúng ta có tổng cộng những 8 mạng cơ mà. Vốn biết con số này chỉ là tượng trưng, nhưng nó không hề gợi được chút không khí của một cuộc nổi dậy trong lịch sử. Ông nào mà skip câu chuyện chắc chắn là tưởng Ali dắt đàn em đi đánh lộn. Một trong những quest cực kỳ hài hước có thể kể đến chính là yêu cầu giúp một đứa trẻ rèn luyện lòng dũng cảm của nó. Là người Việt, tôi chắc chắn sẽ rủ thằng bé đi chọc chó, nhưng Ubisoft có vẻ không thích ý tưởng này cho lắm. Để hoàn thành nhiệm vụ, Basim đã nghĩ ra một phương pháp đậm chất sát thủ. Đấy là kêu thằng bé nhảy lầu đi con. FBI đâu, còng thằng Basim cho tôi. Suối bày thật. Mày muốn tỏ ra dũng cảm đúng không? Ok, nhảy lầu đi. Và để câu chuyện thêm phần sinh động thì Basim thậm chí còn thực hiện mẫu trước để thằng nhóc nhìn theo rút kinh nghiệm nữa cơ mà. Tất cả những gì bạn cần làm chính là dụ thằng bé nhảy từ trên cao xuống đống rơm. Không biết hiệu quả đến bao nhiêu, nhưng thằng cu cậu la như cha nó chết. Như đã nói trên, game nó khắc phục được phần nào câu chuyện mất chất khi dùng cơ chế Stamina để khuyến khích người chơi áp dụng lại lối chơi Stealth. Nhưng đây chỉ là bề nổi mà thôi, rất nhiều điểm yếu có thể được thấy rõ trong quá trình trải nghiệm. Các bạn nên nhớ rằng Mirage mới đầu chỉ là một DLC của Valhalla, nên những tố nhập vai cơ bản vẫn được giữ lại trong game. Tuy nhiên, vì thiếu đi sự chăm chút cộng thêm việc cố gắng nhét quá nhiều tố hành động len lút vào trong một tựa game, nên chúng không thực sự có nhiều tác dụng cho lắm. Đặt bẫy hay phá hoa khá hay đấy, nhưng số lượng kẻ địch thường không quá đông và chúng cũng tốn quá nhiều thời gian để chuẩn bị. Cần gì phá hoa khi chỉ cần một tiếng hút sáo đơn giản là bạn có thể dụ kẻ địch ra chỗ vắng và hạ sát nó.
nhanh mà đơn giản. Thế là hai công cụ này tương đối vô nghĩa. Trong khi bơm khói và ném dao đang tỏ ra quá mạnh, sau này các bạn mở khóa và nâng cấp tối đa Assassin Forget cho phép Basim di chuyển và giết người như dị nhân trong phim X-Men, thì những thứ này đúng nghĩa có mặt trong game cho đẹp đội hình. Một vấn đề cần nhắc đến là độ đa dạng của những món vũ khí trong game. Trong phiên bản Assassin's Creed Unity, phần game trở thành huyền thoại vì bị người ta chê không ngóc đầu lên được. Ngoài dao kiếm thông thường, những sát thủ còn được phép sử dụng rất nhiều món vũ khí khác nhau, từ đại kiếm, búa, rìu, dao mát cho đến hiện đại hơn như súng lục, hỏa mài, vân vân và vân vân. Chúng đều có những moveset animation khác nhau, cộng thêm cả chục cái skin màu mè nữa đi kèm. Nhưng Unity đã ra mắt cách đây 9 năm, và nếu cái phiên bản thất bại đó còn làm được đến như thế thì chắc chắn Mirage của 2023 phải vượt xa Unity về mọi mặt, đúng không? Không. Trong cái tựa game chết dẫm này, Basim chỉ có tổng cộng 7 con dao, 7 cây kiếm với moveset y hệt nhau. Thứ duy nhất khác đi, đây chính là chỉ số của chúng mà thôi. Ví dụ như tăng sát thương, giật sét hay khiến kẻ địch trúng độc. Hoặc ảnh sử dụng vũ khí cũng không được mượt mà và mãn nhãn cho lắm. Đôi lúc tôi cảm giác như mình đang chém một con mannequin ấy. AI quân địch thì thôi, ta nói nó tệ. Cái đảo này có tầm nhìn và IQ cực kỳ thấp, khiến nhiều pha đâm song phắng trông rất là buồn cười, vì bạn gần như chạy ngay trước mặt tụi nó mà tụi nó không thấy. Chúng vẫn bàng hoàng trước cái chết của đồng đội chứ không hề biết sợ hãi là gì, khiến tôi liên tưởng đến quả meme Must Have Been the Wind của Skyrim. I'm going to find whoever did this. Cơ chế rất gần được quan tâm trong những tựa game Assassin's Creed chính là bắt cua, một trong những đặc trưng của dòng game này. Có thể nói nó đi đầu về việc mang bộ môn thể thao có thể sánh ngang với việc chạy qua đường ở Việt Nam vào game. Những động tác di chuyển cực kỳ gọn gàng, khéo léo làm cho hình ảnh như sát thủ thêm phần đẹp, ngầu và chuyên nghiệp hơn bao giờ hết. Nhưng dần dà cái thứ đã từng là thế mạnh của Ubisoft lại đang tụt lại phía sau và không theo kịp với thời đại. Hãy nhìn sang một tựa game khác cũng áp dụng cơ chế bắt cua vô cùng tốt, đấy chính là Dying Light. Rất nhiều kỹ năng và động tác mà người chơi có thể sử dụng. Càng lên level cao, runner càng mở khóa nhiều skill đẹp mắt hơn. Chúng khá hữu dụng, và nếu luyện tập bài bản, quá trình di chuyển cho nên cực kỳ sướng. Ô ta nói, nó đè. Bạn chui qua hàng rào, đạp lên đầu lũ tây ma, vượt qua chướng ngại nhẹ nhàng khéo léo. Những động tác sau này cũng yêu cầu người chơi phải có chút kỹ năng và đáp ứng một số điều kiện nhất định. Chính vì vậy, mỗi cú nhào lộn, nhảy nhót đều khiến game thủ cảm giác rất là thử thách. Thế còn Assassin's Creed thì sao? Bạn chỉ cần bấm nút X xong rồi đó. Đúng, bạn chỉ cần giữ đúng cái nút X, nhân vật của bạn sẽ tự động bay nhảy như chim và ném dao chẳng khác gì thằng H. Vào những năm 2007, cách thiết kế này vẫn được xem là sáng tạo. Nhưng năm nay là 2023, khi mà người ta chửi tất cả những gì người ta thấy. Bọn trẻ con vừa cai sữa đã biết dùng điện thoại, thì dù sức chẳng thấy có bao nhiêu đổi mới trong cơ chế bạc cùa này. Chưa nói đến những tựa game khác, Mirage thậm chí còn thua kém ngay cả người tiền nhiệm của nó. Chúng ta sẽ lại lôi phiên bản Unity đầy đau khổ ra để so sánh. Mặc dù bị chê là như thế, bị nói là một trong những bản Assassin's Creed tệ nhất lịch sử, nhưng không thể phủ nhận rằng bắt cua của Unity luôn thuộc vào hàng đỉnh của chớp của dòng game này. Thật khó hiểu khi những cách nhảy nhót xuất sắc ấy đã không thể được tái hiện trong Mirage. Địa hình, đồ vật trong quá trình bay nhảy cũng gần như y nguyên các phiên bản trước, trừ phiên bản Unity, cái mà tôi muốn. Đương nhiên với nhiều fan dễ tính thì các động tác parkour vẫn không đến nỗi nào. Nhưng nên nhớ rằng trong quá khứ, parkour Assassin's Creed đã từng đỉnh hơn như thế này rất nhiều. Và càng chơi, bạn sẽ càng cảm thấy rằng Ubisoft thật sự đã có thể làm tốt hơn thế. Mà đấy là còn chưa kể lâu lâu Basim là còn vấp cỏ vài phát cứ như lên cơn vậy đó. Tôi không biết do má tôi yếu hay sao nữa. Nói chung là ghê lắm, đừng nhìn. Thế các bạn thì vì sao Assassin's Creed 2 là một trong những phần chơi hay nhất của dòng game này? Nhiều người sẽ bảo rằng lý do lớn nhất làm nên điều này chính là việc nó có cốt truyện vô cùng xuất sắc. Hành trình của Ezio trong Assassin's Creed 2 tràn đầy cảm xúc. Mới đầu anh ta chỉ là một thanh niên người 7 tuổi thích đi đánh lộn, đập phá hàng xóm, trèo vào phòng ngủ con gái nhà người ta mà thôi. Game thậm chí còn tăng sự gắn kết giữa người chơi với cả thành viên trong gia đình Ezio thông qua những side quest, chỉ để một tiếng sau đó bắt chúng ta chứng kiến họ bị xử tử ngay trước mắt mình. Và sau khi biến cố đó, Ezio tràn ngập trong hận thù. Anh thề phải bắt những kẻ đứng sau trả giá. Nhưng sau khi mù quáng hạ sát từng tên, chàng trai người Ý này khám phá lý do vì sao gia đình mình bị giết, rằng cha mình là một sát thủ, còn những kẻ giết ông là phe đối lập, hội Templar. Câu chuyện nó không còn xoay quanh việc trả thù nữa. Ezio dần dần nhận ra trách nhiệm lớn lao của mình, và anh phải hoàn thành những gì cha đã bắt đầu: ngăn chặn Templar bành trướng và không để chúng chiếm được Peace of Eden. Hơn 20 năm cuộc đời Ezio được Ubisoft gói gọn trong một tựa game. Chúng ta được trải qua những khoảnh khắc đáng nhớ nhất, phiêu lưu qua những đô thành nổi tiếng nước Ý. Thời phục hưng, Ezio chọn cho anh sát thủ, không phải vì anh muốn như thế, mà chỉ đơn giản là ai đó cần phải đứng ra ngăn chặn Templar bành trướng. Sau này thì khi thật sự trưởng thành, Ezio thậm chí học được cái cách tha thứ cho kẻ thù.
Cho đến nay, mỗi khi nhắc đến Assassin's Creed, trong đầu tôi luôn hiện ra hình bóng của chàng sát thủ điển trai người Ý, chứ không phải một ông 34 trẻ trâu nào đấy. Quay lại với Mirage, tuy phần intro không tới nỗi nào, nhưng nếu nhìn tổng thể thì phiên bản Assassin's Creed lần này có khúc truyện tương đối là yếu kém, và trên hết, nó không có nhiều đóng góp cho mạch truyện chính ở thời điểm hiện tại. Tại sao Assassin vẫn còn sống cho đến tận thời hiện đại? Các bảo vật khác ở đâu mất tiêu rồi? Rõ ràng mặc dù được bán với giá là 50 đô, nhưng nếu chỉ xét về cốt truyện thì nội dung của Mirage hiện nguyên hình là một bản mở rộng cho Valhalla mà thôi. Ta có thể nhận ra một số điểm trừ rất rõ ràng ở phần cốt truyện nếu so sánh Mirage và Assassin's Creed 2. Trong khi người chơi có sự gắn bó nhất định với gia đình của Ezio trước khi cái mái ấm hạnh phúc đấy tan vỡ, thì Mirage không làm tốt khoản này tí nào cả. Đầu game, chúng ta không được giao tiếp nhiều với bạn bè của bà Sim, nên khi tất cả bị hành quyết, sự đồng cảm ấy rõ ràng không có như phần 2. Ezio thì không hề biết đến cái gọi là hội sát thủ, và trên thực tế, làm thích khách sống trong bóng tối không phải con đường mà anh mong muốn. Đấy là nghĩa vụ mà anh phải làm. Ngược lại, bà Sim ngay từ đầu game khẳng định luôn mình sẽ trở thành sát thủ vì mình muốn trở thành sát thủ. Ở cuối game, Ezio học được cách tha thứ cho đối thủ, còn trong Mirage, nếu bạn giết chúng, bạn cũng như chúng. Thế tôi mới nói cốt truyện của Mirage rất là yếu kém và nó góp phần khiến trò chơi này tầm thường, không đáng nhớ chút nào cả. Kiểu như một bộ phim mì ăn liền, thưởng thức xong là quên luôn chuyện gì đã từng xảy ra. Mirage là một tựa game nếu bạn không phải là fan chính của Assassin's Creed thì nó không hề tệ, mà trái lại, được Ubisoft đầu tư khá khá. Từ gameplay cho đến hình ảnh, cốt truyện tuy không có sự đột phá nhưng vẫn đủ tính giải trí trong đấy. Ta thể thấy rằng Ubisoft thực sự đã tung ra một dự án hòng giữ chân fan hâm mộ vốn đang mất dần đi niềm tin vào series đã mang lại danh tiếng cho mình. Trên thực tế thì họ đã thành công phần nào khi trò chơi thể hiện được chút dáng dấp của những phiên bản cổ điển đầu tiên. Có điều nếu so với những phần tiền nhiệm của nó thì nó khá là dở ông dở thằng. Nó chẳng nhập vai như Valhalla, lại cũng không sát thủ hoàn toàn như khi xưa. Và khi nó có quá nhiều thứ nhưng lại không làm quá tốt cho một thứ nào cả, thì nó chẳng còn gì để đáng nhớ. Còn các bạn thì sao? Các bạn đã chơi Assassin's Creed Mirage hay chưa? Cảm nhận các bạn thế nào? Hãy để lại bình luận bên dưới cho tôi biết anh em nhá. Còn bây giờ, nếu thấy video này hay và giải trí, đừng quên like, share cũng như đăng ký kênh cho người hay để không bỏ lỡ bất kỳ video tiếp theo. Tôi Lữ Văn Minh xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.